Mới đây, tại quyển 2 thuộc công báo số 431 tập B tháng 2, do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đăng tải, xuất hiện một mẫu xe bán tải, mới được thương hiệu Trung Quốc Great World Motor GVKM đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp. Qua những hình ảnh được đăng tải, đây rất có thể là mẫu xe King Kong Cannon, vốn từng được giới thiệu vào cuối năm 2021, trong khuôn khổ triển lãm ô tô Quảng Châu Trung Quốc. Thuộc phân khúc xe bán tải hạn chung, GVKM King Kong Cannon có kích thước lần lượt là dài 5.635mm. Rộng 1 mm, cao 1815 mm, chiều dài cơ sở 3.410 mm. Trong khi đó, thùng sau của xe có kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 1820 mm, chiều rộng 1.500 mm, chiều cao 495 mm và trọng tải tối đa 500 kg. Được áp dụng phong cách thiết kế mới của thương hiệu GVKM King Kong Cannon mang trên mình ngoại hình khỏe khoắn và vuông vức. Hãng GVKM đã miêu tả King Kong Cannon như xe bán tải thương mại thời trang. Thậm chí, GWM còn khẳng định đây là mẫu xe bán tải nhắm đến đối tượng khách hàng là các doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp. Phía trước mặt, xe sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật khá rộng, nằm trong viền mạ chrome dày dặn. Ở giữa lưới tản nhiệt là logo hình nòng súng thần công dành riêng cho dòng xe Canon. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha, cũng có kích thước lớn và tích hợp dài đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn sương mù nằm trên cản trước và tấm ốp cứng cáp bên dưới hốc gió trung tâm. Bên sườn, xe sở hữu hốc bánh vuông vức, chắn bùn nổi bật và bộ vành sáu chấu. Đặc biệt, mẫu xe bán tải này còn có những đường dập gân uốn lượn lạ mắt. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu nằm dọc, ôm lấy cửa thùng sau. Ngoài ra, thùng sau còn đi kèm thanh thể thao màu đen. Về nội thất, GWM King Kong Cannon được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD sau vô lăng, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng nằm độc lập trên mặt táp lô, vô lăng tích hợp phím chức năng tính năng ra lệnh bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Ngoài ra, bên trong GWM King Kong Canon còn có những chi tiết ốp kim loại, tạo cảm giác cao cấp cho nội thất. Thêm vào đó là những trang bị an toàn như bốn túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp và camera 360 độ. Về sức mạnh, mẫu xe bán tải Trung Quốc này có hai tùy chọn động cơ tăng áp, đều có dung tích 2 lít. Động cơ Diesel có công suất tối đa 163 mã lực và mô men xoắn cực đại 400Nm. Hai con số tương ứng của động cơ xăng là 197 mã lực và 360Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Tại Trung Quốc, mẫu xe này đang có giá bán từ 335 đến 414 triệu cho phiên bản số tự động và 328 đến 431 triệu cho phiên bản số sàn. Khi bán tại Việt Nam, GWM King Kong Cannon sẽ cạnh tranh với khá nhiều đối thủ như Forranger, Toyota Hilux. Mazda BT-50, Mitsubishi Trái Tần và Isuzu D-Max rất có thể mẫu xe bán tải này sẽ được lắp ráp tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam. Trong năm 2021, GVKM đã mua lại nhà máy lắp ráp ô tô của tập đoàn General Motors ở Thái Lan để làm trung tâm sản xuất xe dành cho khu vực Đông Nam Á.